Quý vị và các bạn thân mến, trong phiên giao dịch sáng nay, sáng 30 tháng 11, giá vàng trong nước và thế giới đua nhau giảm mạnh. Những kỳ vọng về các loại vaccine ngừa COVID-19 sẽ giúp phục hồi kinh tế toàn cầu và thị trường chứng khoán Mỹ khởi sắc trong tuần qua khiến giá vàng khó vực dậy. Tại thị trường vàng thế giới, vào phiên sáng nay, cụ thể vào lúc 9 giờ sáng nay, giá vàng thế giới giao dịch ở ngưỡng 1.783 USD trên ounce. Thị trường vàng liên tiếp đi xuống trong mấy phiên gần đây, chủ yếu do những kỳ vọng ngày một lớn về các loại vaccine ngừa COVID-19 sẽ giúp phục hồi nền kinh tế toàn cầu đã kéo giá vàng liên tiếp xuyên thủng các mốc đáy. Thêm áp lực cho giá vàng tuần qua, thị trường chứng khoán Mỹ thiết lập thêm nhiều kỷ lục mới khiến nhu cầu trú ẩn tài chính giảm mạnh. Trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh năm nay ngày 25 tháng 12, thị trường vàng tập trung theo dõi các tác động nghiêm trọng của đại dịch COVID-19 và quan sát động thái của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed về các chính sách hỗ trợ nền kinh tế trong bối cảnh dịch bệnh kéo dài tại Mỹ. Thế giới cũng đánh dấu tuần giảm mạnh nhất kể từ cuối tháng 9 năm 2020, khi giới đầu tư ngày càng lạc quan về đà phục hồi kinh tế toàn cầu nhờ triển vọng về vaccine ngừa COVID-19 và quá trình chuyển giao, quyền lực có vẻ tương đối êm thấm tại Nhà Trắng. Theo Mark Chandler, vị chiến lược gia thị trường của Bannock Bull Goldbull Forex phân tích, triển vọng về một loại vaccine và lãi suất cao hơn đã thúc đẩy đà bán tháo mạnh mẽ từ các quỹ đầu tư ETF. Và theo nhà phân tích Bana của ngân hàng đầu tư Natixis cho biết, các thị trường đang tin tưởng chính quyền của ông Biden sẽ có cách tiếp cận bình tĩnh hơn trong quan hệ thương mại với các nước khác như là Trung Quốc. Và điều đó đang được phản ánh trên thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, theo vị chuyên gia này vẫn lưu ý rằng, lãi suất ở mức cực thấp và còn nhiều triển vọng cho một gói kích thích kinh tế lớn tại Mỹ, giá vàng sẽ vững vàng trong dài hạn. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư đang đẩy mạnh mua vào khi tin rằng nền kinh tế sẽ phục hồi vào năm 2021. Quay sang với thị trường và trong nước, vào phiên trưa nay, cụ thể vào lúc 11:25, giá vàng SJC tại Hà Nội được công ty cổ phần SJC Sài Gòn niêm yết và giao dịch ở mức 53,30 đến 53,87 triệu đồng trên lượng ở hai chiều mua vào và chiều bán ra. Tại Bảo Tín Minh Châu, niêm yết và giao dịch mua và bán ở mức 53,40 đến 53,88 triệu đồng trên lượng. Vàng SJC trên hệ thống Phú Quý, giá mua vào và bán ra cùng giảm 600.000 đồng trên lượng và đang được giao dịch ở mức 53,40 đến 53,90 triệu đồng trên lượng. Cùng thời điểm trên, giá vàng Doji trên thị trường Hà Nội giao dịch và niêm yết ở mức 53,35 đến 53,85 triệu đồng trên lượng theo hai chiều mua vào và chiều bán ra. Về hoạt động giá vàng giao dịch vàng trong nước ở phiên sáng nay giảm. Theo ghi nhận của chúng tôi tại các cơ sở kinh doanh của Bảo Tín Minh Châu, sáng nay lượng khách mua vào và bán ra có tỷ lệ lần lượt là xấp xỉ 55% lượng khách mua vào và xấp xỉ 45% lượng khách bán ra. Quý vị và các bạn thân mến, để quý vị và các bạn nắm rõ hơn về thị trường vàng trong nước, sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bảng giá vàng chi tiết được cập nhật mới nhất vào phiên chiều tối nay. Đầu tiên là giá vàng SJC tại các tổ chức lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 đến 10 lượng, chiều vào 5.330.000, bán ra 5.385.000, cùng giảm 700.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua và chiều bán. Tại SJC Hà Nội, chiều mua vào là 5.330.000, bán ra 5.387.000. Doji Hồ Chí Minh, chiều mua vào là 5.335.000, bán ra 5.390.000. Doji Hà Nội, chiều mua vào là 5.335.000, bán ra 5.385.000. Tại hệ thống PinG Hồ Chí Minh và PinG Hà Nội, chiều mua vào là 5.330.000, bán ra 5.385.000. Tại Phú Quý SJC, chiều vào 5.335.000, bán ra 5.385.000. Tại Vàng Mỹ Hồng, chiều vào 5.345.000, bán ra 5.385.000. Bảo Tín Minh Châu, chiều vào 5.336.000, bán ra 5.384.000. Tiếp theo là giá vàng ở một số ngân hàng. Đầu tiên ngân hàng Exim Bank, chiều vào 5.340.000, bán ra là 5.390.000. Ngân hàng ACB, chiều mua vào là 5.340.000, bán ra 5.390.000. Ngân hàng Sacombank, chiều mua vào là 5.350.000, bán ra 5.430.000. Tiếp theo là giá vàng ở một số các thương hiệu vàng khác. Đầu tiên là P&G nhẫn 24K, chiều mua vào 5.265.000, bán ra 5.315.000. Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu, chiều mua vào là 5.246.000, bán ra 5.316.000. Nhẫn SJC 24K, chiều vào 5.240.000, bán ra 5.310.000. Ngọc Hải 24K Hồ Chí Minh, chiều vào 5.240.000, bán ra 5.320.000. Nhân Phú Quý 24K, chiều vào 5.220.000, bán ra 5.310.000. PNG Nữ Trang 24K, chiều vào 5.205.000, bán ra 5.285.000. PNG Nữ Trang 18K, chiều vào 3.839.000, bán ra 3.979.000. Tiếp theo là giá vàng SJC ở một số tỉnh thành phố vào phiên chiều tối nay tiếp tục đạt giảm 700.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua và chiều bán. Đầu tiên là SJC Đà Nẵng,
chiều mua vào là 5.330.000, bán ra 5.387.000. STC Nha Trang chiều mua vào là 5.329.000, bán ra 5.387.000. STC Cà Mau chiều mua vào là 5.330.000, bán ra 5.387.000. STC Bình Phước chiều mua vào là 5.328.000, bán ra 5.387.000. STC Huế chiều mua vào là 5.327.000, bán ra 5.388.000. STC Biên Hòa chiều mua vào là 5.330.000, bán ra 5.385.000. STC tại khu vực miền Tây chiều mua 5.330.000, bán ra 5.385.000. STC Quảng Ngãi chiều mua 5.330.000, bán ra 5.385.000. STC Long Xuyên chiều mua vào là 5.332.000, bán ra 5.390.000. Tiếp theo là giá vàng vùng số 9 và vàng nữ trang STC. Đầu tiên là nhân vùng số 9 từ 1 đến 5 chỉ, chiều mua 5.235.000, bán ra 5.305.000. Vàng vùng số 9 chiều mua 5.205.000, bán ra 5.285.000. Vàng 24K chiều mua 5.132.000, bán ra 5.232.000. Vàng 18K chiều mua là 3.779.1 nghìn, bán ra là 3.979.1 nghìn. Vàng 14K chiều mua là 2.896.5 nghìn, bán ra 3.096.5 nghìn. Vàng 10K chiều mua là 2.019.1 nghìn, bán ra 2.219.1 nghìn. Quý vị và các bạn thân mến, mọi thông tin giá vàng trong nước cũng như trên thế giới sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tiếp theo. Quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh và tích vào quả chuông ngay bên cạnh để không bỏ lỡ những bản tin mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.